Chu Tiên chương 28 Tứ Cường. Hôm sau, mặt trời lại nhô lên như thường. Người của Đại Trúc Phong đến quảng trường mới phát hiện ra 8 lôi đài đã dỡ bớt đi 4. 4 đài còn lại sắp xếp theo vị trí các phương Đông Nam Tây Bắc. Điền Bất Dịch và Tô Như đi đầu tiên. Trương Tiểu Phàm thương thế qua một đêm cũng có vẻ đỡ hơn, đi giữa mọi người. Hắn từ xưa đến nay chưa từng được coi trọng như thế. Bộ dạng thành ra e dè, ngoảnh đầu lại nhìn, khẽ khẽ hỏi Đỗ Thất Thứ bên cạnh. Lùng sư huynh, đại sư huynh bị thương có nặng không? Sao lại đến nỗi đi không nổi vậy? Đỗ Thất Thứ lắc đầu nói. Sư phụ sáng nay khám cho đại sư huynh, có nói do hôm qua thi đấu quá kịch liệt với Thưởng Tiến sư huynh bên chi chính. Một người chuyên tấn công, một người lại chuyên phòng ngự. Đấu đi đấu lại, đấu đến lưỡng bại câu thương, tổn hại hết kinh mạch rồi, e là sẽ ảnh hưởng không ít đến sự tu hành. Trương Tiểu Phàm thất kinh nói. Đến đại sư huynh cũng đấu không lại, đệ hôm nay gặp Thường Tiễn sư huynh chẳng phải càng bị y đánh cho tan tác à? Đỗ Tất Thư lượng. Nếu theo lẽ thường thì đúng là như thế, nhưng chính là vì theo lẽ thường, hai ngày trước đây lúc đệ tỉ thí, phần lớn các sư huynh đã cược là đệ thua. Trương Tiểu Phàm á khẩu tắt tiếng, đành ngậm chặt miệng. Lôi đài lớn nhất nằm ở phía bắc, người chen chật như nêm, chẳng cần nói cũng biết chính là nơi Lục Tuyết Kỳ thi đấu. Điền Bất Dịch liếc về phía đằng ấy, hừ một tiếng, tất nhiên chẳng thiện cảm gì với kẻ đã đánh bại con gái mình, lập tức dẫn môn hạ đi về lôi đài phía tây. Mới đi được mấy bước, Trương Tiểu Phàm thân hình bỗng dừng chấn động, thấy một toán người từ mé bên kia đi ngược lại. Dẫn đầu là một lão nhân dáng vẻ già nua, đi song song bên lão chính là Tăng Thư Thư. Sau lưng hai người có hơn 100 đệ tử Phong Hồi Phong. Trương Tiểu Phàm trông thấy nhóm của Cao Sư Huynh như không thấy Bành Xương. Dường như cảm nhận được ánh mắt tìm kiếm của Trương Tiểu Phàm, lúc hai người đi bên qua ngang nhau, Tăng Thư Thư đột nhiên nói. Bành Sư Huynh không đến, đang ở phòng dưỡng thương. Trương Tiểu Phàm cười gượng, thấy sắc mặt Tăng Thư Thư nghiêm ngặt, ánh mắt chiếu ra lạnh băng. Lão nhân giả nua dẫn đầu, tất nhiên chính là Tăng Thúc Thường, thủ tọa của Phong Hồi Phong. Ông ta liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, cái nhìn tuy không sắc nhọn nhưng thâm thúy cùng cực, hình như chỉ bằng một cái nhìn đã thấy soi thấu hắn đến tận ruột gan. Trương Tiểu Phàm bất giác co mình lại, hình linh nghe tiếng Điền Bất Dịch. Tăng sư huynh mạnh giỏi chứ? Tăng Thượng Thúc đáp lễ. Chào Điền sư huynh, nghe nói môn hạ Quý Trì phái mới xuất hiện một kỳ tài tên gọi là Trương Tiểu Phàm, đạo pháp độc đáo. Hôm qua đấu với gã đệ tử vô dụng Bành Xương của ta, đánh cho y trọng thương gần chết rồi. Trương Tiểu Phàm biến sắc, thất thanh kêu. Cái gì? Bành sư huynh thương thế nặng đến thế à? Lời vừa thốt ra, môn hạ đệ tử Phong Hồi Phong lập tức nhao nhao, bảo gã này thật là độc ác. Đả thương người ta, lại còn giả bộ kinh ngạc. Nếu không phải là vô tâm thì cũng là chế nhạo. Ánh mắt Tăng Thúc Thường thoáng qua một tia giận dữ, nhưng không tiện phát tác với hậu sinh tiểu bối, chỉ cười nhạt bảo Điền Bất Dịch. Điền sư huynh, huynh dạy được đồ đệ giỏi lắm. Điền Bất Dịch vốn đã cau mày, nghĩ bụng gã xú tiểu tử này quá kém giao tiếp, nhưng nghe Tăng Thúc Thường nói như hàm ý móc máy, sẵn tính hiếu cường bảo thủ, lão lập tức cười đáp. Đâu có, Tăng sư huynh quá khen rồi. Tiểu Phàm lại bái kiến Tăng sư thúc đi. Trương Tiểu Phàm đờ người. Tăng Thúc Thường đổi sắc mặt, tụ bảo ké phẩy, lạnh lùng bảo. Hỏi cân, đoạn phất tay áo mà đi. Tăng Thư Thư liếc Trương Tiểu Phàm, lạnh nhạt bảo. Ta không nhìn ra tuyệt nghệ thâm tàng của đệ, thật xấu hổ, lại còn xin với Bành sư huynh thủ hạ lưu tình, không ngờ lại làm hại huynh ấy. Trương Tiểu Phàm cuống quýt kêu lên. Đệ không có. Hắn chưa nói hết, Tăng Thư Thư đã lắc đầu bước đi, người của Phong Hội Phong cũng theo liền. Ánh mắt nhìn lại, thấy đều băng giá. Trương Tiểu Phàm đang buồn rầu, bỗng liếc thấy trong đám người Cao sư huynh lướt qua trước mặt, đột nhiên nháy nháy mắt. Trương Tiểu Phàm còn sững sờ, Cao sư huynh đã rời đi xa. Điền Bất Dịch ngó đám người Phong Hồi Phong, cười nhạt, quát tay dẫn chúng đệ tử hướng về lôi đài phía tây, điểm thi đấu của ngày hôm nay. Đến nơi, họ trông thấy xung quanh đã có hơn 200 người vây kín, chen vai thích cánh. Xem ra ngoài đài của Lục Tuyết Kỳ, đây chính là chỗ náo nhiệt nhất trên quảng trường Vân Hải. Trương Tiểu Phàm thở ra một hơi lạnh, khẽ khẽ hỏi mấy vị sư huynh bên cạnh. Nhiều người thế,
vị Thường Tiễn sư huynh nó hẳn lợi hại lắm. Mọi người đều cười. Hà Đại Trí nghiêm chỉnh đáp: Thường sư huynh, đạo hạnh cao thâm khỏi cần phải nói, nhưng ta thấy những người ở đây phần lớn là đến xem đệ đó, tiểu sư đệ ạ. Trương Tiểu Phàm thất kinh, ngạc nhiên hỏi: Sao có thể thế được? Hà Đại Trí cả một tiếng: Đến hôm nay thất mạnh hội võ chỉ còn có 8 người, trong đó người nổi nhất là đệ, ai mà không muốn đến xem đệ rốt cuộc có mấy đầu mấy tay. Trương Tiểu Phàm á khẩu. Điện Bất Dịch dẫn đệ tử đến phía dưới đài, trên đường trông thấy sư đồ Đại Trúc Phong, mọi người mới nhao nhao tránh ra nhường lối. Điện Bất Dịch nhìn bốn xung quanh, thấy đệ tử của Chi Chính không phải là ít, chăng vì hôm nay có Thường Tiễn thi đấu nên họ tới xem cũng đông hơn. Nhưng trưởng lão Chi Chính thì chẳng có mấy vị, trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cũng không đến. Điện Bất Dịch cau mày, khẽ nói với Tô Như: Trưởng môn sư huynh làm sao lại còn chưa đến? Trong Chi Chính còn có đệ tử khác thi đấu à? Tô Như lắc đầu: Không, năm nay chẳng hiểu tại sao đệ tử Chi Chính tư chất không tốt, đến lúc này chỉ còn mỗi Thường Tiễn thôi. Điện Bất Dịch trầm ngâm, bước lại nơi chính giữa dưới đài, thấy đặt 5-6 cái ghế, nhưng chỉ có một lão già râu bạc đang ngồi. Trông thấy bọn Điện Bất Dịch, lão cũng đứng dậy. Trương Tiểu Phàm đờ người, nhận ra lão già râu bạc đó chính là người ngồi dưới đài lúc hắn tỉ thí với Sở Dự Hồng hôm kia. Lão già râu bạc hiển nhiên cũng nhớ Trương Tiểu Phàm, ánh mắt lướt về phía hắn rồi nói với Điền Bất Dịch: Điền sư huynh, thật không ngờ môn hạ huynh năm nay lại xuất hiện một nhân tài. Điền Bất Dịch có vẻ không thân với lão già, bèn cười ha hả nói: Phạm sư huynh quá khen rồi, mời ngồi đi. Lúc ấy sau đài tiếng chuông nổi lên, Điền Bất Dịch ngoảnh đầu bảo Trương Tiểu Phàm: Lão thất, con lên đi. Mấy trăm ánh mắt tức thời soạn soạt quét tới, đổ lên mình Trương Tiểu Phàm. Hắn chưa bao giờ bị nhiều người nhìn như vậy, mặt mày phát nóng, ứng tiếng: Vâng. Nói đoạn quay đầu, không dám liếc lại phía sau, cứ đi một mạch lên sàn đấu. Được mấy bước, bỗng nhiên bị Tô Như nắm lại. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: Sư nương, có chuyện gì vậy? Tô Như mỉm cười, mặt có vẻ quan hoài hỏi: Căng vết thương trên mình còn đau không? Trương Tiểu Phàm lắc đầu: Sư phụ tự tay chữa cho con, gần như khỏi hết rồi. Tô Như cũng lắc đầu: Thương thế bên ngoài thì đơn giản, chứ bên trong không nhanh như vậy đâu. Tiểu Phàm, hôm nay người cùng con tỉ thí là Thường Tiễn, bản lĩnh không phải tầm thường đâu. Đại sư huynh con tu vi như vậy mà cũng bại dưới tay y. Tuy đại sư huynh con nói y thắng được cũng khá chật vật, nhưng con mới tu hành lõm bõm, e là vẫn chưa đủ. Lát nữa đây đừng có xính cường, nếu không được thì nhận thua, nhất định đừng mạo hiểm để thọ thương, biết chưa? Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng nhưng không gật đầu, chỉ lẩm bẩm: Nhớ sư phụ dặn. Tô Như mỉm cười khẽ lắc đầu: Con ngốc à, yên tâm đi, sư phụ xót con còn chưa hết nữa là. Trương Tiểu Phàm trong lòng hân hoan, lập tức ngoảnh đầu về phía Điền Bất Dịch, thấy lão đang trò chuyện say sưa với lão già râu bạc họ Phàm, mắt chẳng hề nhìn về phía này. Tô Như vỗ nhẹ lên đầu hắn: Con đi đi. Trương Tiểu Phàm chậm chậm bước lên đài, người thì đứng đấy nhưng đầu óc thì quay lại chỗ Tô Như nói: Sư phụ xót con còn chưa hết nữa là. Hắn thấy rối bời, từ nhỏ tới giờ vào nhập Thanh Vân môn, Điền Bất Dịch trong mắt hắn chẳng khác gì thân nhân. Tuy Điền Bất Dịch cư xử với hắn không tốt lắm, nhưng được sư phụ khen ngợi là tâm nguyện lớn nhất của thiếu niên Trương Tiểu Phàm. Lúc này đột nhiên nghe sư nương nói như vậy, hắn nhất thời không dám tin. Hắn đứng trên đài suy nghĩ lầu lắc, phía dưới người ta bàn tán xôn xao. Một lúc nữa, cuối cùng Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy hơi lạ, đối thủ của hắn mãi đến lúc này vẫn chưa tiến ra. Dưới đài, người của Chi Chính tỏ ra lo lắng, đa số đều ngoảnh đầu nhìn ngó khắp nơi. Đúng lúc ấy, từ xa chạy lên một đệ tử Thông Thiên Phong, sắc mặt e ngại, không để ý gì đến những ánh mắt lạ lùng chĩa vào mình. Lao đến bên lão già râu bạc, vội vã thì thầm mấy câu. Lão già râu bạc biến sắc mặt, dường như không tin nổi, hỏi dồn: Thật sao? Đệ tử đó ai oán ngước nhìn lên đài, rốt cục nặng nề cúi đầu xuống. Lão già râu bạc mặt xám như tro, vẻ rất tang thương, ngồi phịch xuống ghế. Điền Bất Dịch trông thấy rất lấy làm lạ hỏi: Phạm sư huynh, xảy ra chuyện gì? Lão già râu bạc uể oải
nhìn Điền Bất Dịch thở dài thườn thượt. Trấn định lại tinh thần, đứng lên nói to: Thường tiễn đệ tử chi chính, vì hôm qua tỉ thí thọ thương, không thể nhấc mình dậy được, trận đấu hôm nay bãi bỏ. Trên đài dưới đài một bầu tịch mịch. Giây lát sau mọi người nhốn nháo. Dù cho đệ tử Thanh Vân Môn đa phần tu đạo, nhưng vẫn có không ít người thô hào vọt miệng chửi bới. Đối với môn hạ Đại Trúc Phong, phản ứng đầu tiên hoàn toàn không phải vui mừng kinh ngạc, mà ai đấy sắc mặt kỳ quái, lòm khom nhìn nhau. Mãi lúc sau, từng người một mới cảm khái lắc đầu hoặc cười khổ. Thấy ở sau lưng đám đông nảy sinh đủ thứ thái độ, tiếng bàn tán ồn ào rối loạn, Điền Bất Dịch và Tô Như chậm chậm đứng lên. Nhìn tiểu đồ đệ vẫn ngầy đuối trên võ đài, Tô Như mỉm cười khe khẽ nói: Muội đã bảo mà, tiểu đồ đệ này của huynh số mệnh thực là tốt đến lạ lùng. Điền Bất Dịch im lặng cười khổ. Trường Tiểu Phàm trải qua ngày hôm ấy trong ánh mắt lạ lùng của người xung quanh. Các đệ tử Thanh Vân khi đi qua hắn đều ngó kỹ hơn bình thường, dường như hắn là một thứ kỳ chân dị thú gì không bằng. Giữa khi ấy, kết quả thi đấu cũng đã có rồi. Trường Tiểu Phàm may mắn cùng với Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Tăng Thư Thư xếp vào hàng tứ cường. Tề Hạo vốn là người có nhiều khả năng đoạt giải quán quân, Lục Tuyết Kỳ mấy ngày nay nhân khí đỉnh thịnh, nhưng Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm mà cũng đứng vào nhóm 4 người mạnh nhất thì thật là vượt ra ngoài dự liệu của hầu hết các trưởng lão trong Thanh Vân Môn. Lâu nay Tăng Thư Thư với thân phận con trai duy nhất của Tăng Thúc Thường, tuy được công nhận là tuổi trẻ tài cao ở Phong Hội Phong, nhưng chẳng có danh tiếng mấy trong toàn môn phái. Lần này qua ải chém tướng, đạo pháp tinh diệu, làm người ta phải lóa mắt mà nhìn theo. Nhưng so ra Trương Tiểu Phàm đứng trong hàng 4 người là có vẻ kém thuận mắt nhất. Trên lôi đài, 4 người họ đứng sắp hàng, trước mặt là trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân và thủ tọa Long Thủ Phong Thương Tùng Đạo Nhân. Khuôn mặt Đạo Huyền Chân Nhân vẫn gắn nụ cười, chẳng nhận thấy ông ta có vẻ gì là không hài lòng về sự sút kém ngoài tưởng tượng của đệ tử chi chính trong kỳ đại thí này. Dưới đài, gần 1.000 người của Thanh Vân Môn đứng vây quanh, ngồi hàng đầu là thủ tọa và trưởng lão của các chi phái. Tô Như nhìn lên đài, khẽ bảo Điền Bất Dịch: Tiểu Phàm có vẻ căng thẳng quá. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, không nói năng gì. Trương ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, Thế Tử lão nhìn ra, thì sao lão lại không nhìn ra? 4 người trên đài, Thế Hạo tiêu sái đường hoàng, Lục Tuyết Kỳ lạnh lẽo bằng xương, Tăng Từ Từ tươi tắn đĩnh đạc, duy chỉ có Trương Tiểu Phàm đứng được một chỗ, cặp mắt dõi xuống đất, đôi tay dường như không biết đặt vào đâu, cho khỏi thừa vẻ rất lúng túng. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn 4 người, khóe miệng lướt qua nụ cười, rồi xoay mình nói vọng xuống dưới đài: Thưa các vị, cho đến ngày hôm nay, Tân Mạch Hội Võ đã chọn ra được 4 đệ tử hàng đầu, tiền từ hơn người, đạo pháp tinh diệu, đúng là anh hoa của Thanh Vân Môn chúng ta, sẽ gánh vác trọng trách phát dương quang đại ngày sau của bản phái. Ông ta nói chưa hết, đã thấy dưới đài vẳng lên tiếng cười phì phì. Giây lát sau, đám đông đệ tử Thanh Vân Môn cùng phá lên cười như chợ vỡ. Đạo Huyền Chân Nhân trao mày, vô tình liếc mắt trông Trương Tiểu Phàm, ít tuổi nhất trong hàng 4 người đứng sau lưng, khe khẽ lắc đầu. Lúc ấy tiếng cười dưới đài vẫn rộn rã, khung cảnh trang nghiêm tự dưng biến ra hoạt kê. Thường Tùng Đạo Nhân lạnh mặt tiến lên một bước, ánh mắt như đao quét suốt lượt dưới đài. Tiếng cười vụt nhỏ lại, Thường Tùng Đạo Nhân nhìn đến đâu tiếng cười tắt đến đấy. Chẳng bao lâu không khí trở nên yên tĩnh. Thường Tùng chấp trưởng hình phạt nhiều năm, uy phong rất ghê gớm, thậm chí còn vượt trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Đợi trưởng đấu hoàn toàn im lặng, Thường Tùng Đạo Nhân mới lùi lại sau nói: Trưởng môn sư huynh, xin mời. Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười đáp: Ta cũng chẳng có gì cần nói, Thường Tùng sư đệ, để nói đi. Thường Tùng Đạo Nhân gật đầu, ngoảnh xuống dưới đài sang sảng nói: Ngày mai tỉ thí, Tề Hạo Long Thủ Phong gặp Tăng Thư Thư Phong Hồi Phong, Lùng Tuyết Kỳ Tiểu Trúc Phong gặp Trương Tiểu Phàm Đại Trúc Phong. Thường Tùng vẫn tiếp tục nói, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào ông ta. Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, vừa rồi dưới đài người ta nhìn ghê lắm, làm hắn gần như ngừng cả thở. Để làm sao mà chảy ra quá trời mồ hôi vậy này? Tăng Thư Thư đứng bên cạnh bỗng nhiên thỏ thẻ hỏi. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, từ hôm qua sau khi hắn bất ngờ chiến thắng Bành Xương,
Tăng Tư Tư ở trước mặt mọi người luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, chẳng ngờ bây giờ lại chủ động bắt chuyện. Tuy mới quen chưa quá 3 ngày nhưng lòng Trương Tiểu Phàm đã coi Tăng Tư Tư như là bạn thân rồi. Hắn lén lén nhìn Tăng Tư Tư, chỉ thấy y ngay ngắn đứng bên cạnh, mắt không liếc xéo, mặt ung dung nhìn xuống dưới đài, hình như vừa rồi chưa hề hé răng nói gì hết. Ngốc ơi, đừng có ngoảnh đầu sang đây. Tăng Tư Tư không đổi sắc mặt, chỉ hơi mấp máy môi. Để làm ta bị cha chửi mắng gần chết còn chưa đủ sao? Trương Tiểu Phàm trong lòng áy náy, vội vàng rời ánh mắt đi, cũng khẽ khẽ nói: xin lỗi, đệ lúc ấy... Ôi, Bành sư huynh có sao không? Bành sư huynh thọ thương tuy nặng nhưng không đáng ngại lắm, điều dưỡng mấy ngày là ổn thôi, nếu không ta đời nào thôi giận đệ. Có điều thần chẳng nghề đệ thâm tàng tuyệt nghệ. Không phải đâu, lúc ấy đệ cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra, chắc là Bành sư huynh nhường đệ, đệ thấy đầu óc phát nóng bỏng rồi. Ta đã hỏi Bành sư huynh, huynh ấy tuy thua nhưng rất tán dương đệ, còn nói huynh ấy cũng đã thi triển toàn lực, đệ không cần bận tâm nữa. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nói: thế huynh bảo bị cha mắng là chuyện gì? Cũng chỉ tại bọn cao sư huynh ngu ngốc lắm mồm, đem kể những lời ta xin với Bành sư huynh lúc đầu. Tuy Bành sư huynh có nói đỡ cho ta nhưng vẫn bị cha mắng một trận, nếu không ta cũng chẳng làm ra vẻ này nọ trước mặt đệ đâu. Tăng Thư Thư, thật xin lỗi huynh. Chuyện nhỏ, chẳng bỏ mắc rằng đằng nào ta từ bé cũng bị chửi mắng quen rồi, nhưng số mệnh cái gã tiểu tử đệ thật là... Có điều ta nghĩ đệ cũng phải chú ý đấy, trận đấu sau với người đẹp băng giá bên Tiểu Trúc Phong, cẩn thận kẻo bị thiên gia chém chết. Trương Tiểu Phàm nhăn nhó khe khẽ nói: đệ biết chứ, nếu đấu với huynh có phải tốt không? Nói được một khúc hắn ngưng mặt, hai người cảm thấy ớn lạnh, không nhịn được bèn liếc sang, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ cặp mắt băng giá không biết đã chĩa lên người họ từ lúc nào rồi. Trương Tiểu Phàm run như vét sầu mùa đông, Tăng Thư Thư cũng thở ra một hơi lạnh lẽo. Hai người không dám nói nữa, đều giả bộ chăm chú lắng nghe những lời Thương Tùng đạo nhân giáo huấn. Mãi ông ta mới kết thúc diễn văn, mọi người mới tản đi, chuẩn bị ngày mai tiến vào đại hội võ. Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư bước xuống dưới đài, vẫn cảm giác sau lưng tê tái, bất giác cùng nhau lẻ lưỡi. Chẳng biết Lục Tuyết Kỳ có phải sinh ra từ băng nguyên Bắc Cực không, nhìn người ta một cái và lạnh thấu vào tim. Trương Tiểu Phàm cười khổ, quay mình đi đến chỗ đứng của Đại Trúc Phong. Điển Bất Dịch nhìn hắn bảo: người về đi. Nói đoạn liếc Điển Linh Nhi: Linh Nhi, con lại đây, cha và mẹ có chuyện muốn nói. Điển Linh Nhi vâng lời. Trương khi chạy đi còn ghé cười với Trương Tiểu Phàm. Mọi người quay về nơi nghỉ, vừa vào đến phòng là ầm ĩ cả lên. Bọn Ngô Đại Nghĩa vội vã đem tin tức tốt lành kể cho Tống Đại Nhân đang nằm trên giường nghe. Lữ Đại Tím còn xốc Trương Tiểu Phàm lên cười mãi, chỉ có Đỗ Tất Tư đứng bên cạnh lắc đầu lia lịa: chẳng công bằng, chẳng công bằng gì cả.